kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây, mời quý vị cùng điểm qua. Hơn 20 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam. Nở rộ trái phiếu bất động sản, nhà đầu tư cần cẩn trọng. Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý 2. Thưa quý vị, báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong tháng 7 đạt tổng trị giá 1,75 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với vốn đăng ký trong tháng 6 trước đó. Tên chung từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 20,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2.064 dự án đăng ký mới với tổng vốn gần 8,3 tỷ đô la Mỹ, và 791 lượt dự án đăng ký tăng thêm vốn với 3,4 tỷ đô la Mỹ. Còn lại, lượng cấp vốn mua cổ phần tại 4.387 dự án đạt trị giá hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, số vốn FDI thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI vào Việt Nam tháng 7 năm nay giảm 12%. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, dự kiến sẽ có thêm 15 thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu. Cụ thể, phía Tổng cục Hải quan tính đến 10 tháng 7 năm 2019, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 173 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành, xử lý trên 2,3 triệu hồ sơ của hơn 30.900 doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ được xử lý là trên 500.000. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ ngành ra soát, hoàn thành công tác xây dựng hệ thống và chuẩn bị triển khai thí điểm đối với 15 thủ tục hành chính như thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt cho phép Toyota Việt Nam thực hiện chương trình triệu hồi xe Toyota Prius để kiểm tra và thay thế hợp điều khiển ECU túi khí trung tâm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến 10 tháng 1 năm 2019. Theo thông tin cho tập đoàn Toyota Nhật Bản TMC cung cấp, có 1.592 xe Toyota Prius tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Theo TMC, phần mềm điều khiển bên trong ECU túi khí trung tâm chưa được lập trình chính xác trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng. Trong trường hợp khi bánh sau của xe đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng, ECU túi khí trung tâm có thể xác định đó là một gia chạm bên và dẫn đến khả năng túi khí rèm sẽ bị kích hoạt ngoài mong muốn, gây mất an toàn cho hành khách trên xe. Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí. Chương trình sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc. Liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy, đổi mới công nghệ xử lý rác của các đơn vị xử lý rác hiện hữu và một số dự án đã có chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ các dự án để sớm được phê duyệt. Thành phố giao Sở Tài nguyên Môi trường làm đầu mối phối hợp các sở ngành liên quan tiếp tục thẩm tra để hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự án chuyển đổi công nghệ, đầu tư xử lý rác của các đơn vị. Đánh giá hàng quý chi tiết kế hoạch triển khai, nếu không đáp ứng tiến độ triển khai cải tạo xây dựng nhà máy hoặc không có động thái tích cực thực hiện đầu tư dự án thì đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định đồng thời thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thu thuộc đất đai trước ngày 16 tháng 8 năm 2019 để bổ sung hoàn thiện pháp lý cho các dự án. Hiện mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 8.300 tấn rác thải rắn sinh hoạt, trong đó 76% được chung lắp, 14,7% tái chế nhựa, còn lại là đốt không phát điện. Công nghệ xử lý rác lạc hậu chủ yếu là chung lắp đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường tại thành phố. Năm nay, dù lũ được dự báo ở mức thấp so với nhiều năm trước, nhưng nông dân tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long vẫn phát triển các mô hình nuôi cá mùa lũ nên rất mua nhiều loại cá giống tăng mạnh. Tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long, giá nhiều loại cá giống trong những ngày cuối tháng 7 đã tăng đáng kể so với những tháng trước và đang hút hàng. Một số loại cá giống như cá chép, điêu hồng, cá lóc, cá trê vàng, trắm cỏ, cá rô, rô phi, cá thác lác cường, cá tai tượng hiện tăng từ 5.000 đến 15.000 đồng một ký hoặc tăng từ 100 đến 200 đồng một con so với cách này hơn một tháng giá cá giống tăng cho nhu cầu tiêu thụ đang tăng cao, trong khi nguồn cung có phần hạn chế. Theo nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống ở thành phố Cần Thơ, trong cả năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, nhiều người dân và cơ sở cá giống tập trung vào sản xuất cá ra giống và giảm sản xuất các loại cá giống khác, nên nguồn cung nhiều loại cá giống có phần hạn chế. Bản tin tiếp tục với một số tin chắn đáng chú ý khác. Thời điểm này, tại các chợ lớn trên địa bàn Hà Nội, mặt hàng dưa vàng được bày bán rất nhiều, giá chỉ từ 30.000 đến 35.000 đồng một ký. Đáng nói, dù là hàng xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng nhiều tiểu thương lái lại khẳng định là dưa Việt Nam. Thực tế là loại dưa vàng tròn của Việt Nam có giá khá cao từ 60.000 đến 70.000 đồng một ký. Giỏ và cù dày còn dưa lưới vàng Trung Quốc ngọt sắc, nhưng có giá chỉ từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng cao, các dòng xe từ Thái Lan và Indonesia tiếp tục đổ vào Việt Nam, tăng cả về số lượng và chủng loại các dòng xe. Cụ thể, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75.400 chiếc, tăng 516% về lượng và tăng 417% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Xe nhập khẩu càng về nhiều, giá càng cạnh tranh, người tiêu dùng được lợi. Tuy nhiên thì ngành sản xuất ô tô trong nước cũng gặp khó. Lượng xe sản xuất trong nước bán được trong 6 tháng đầu năm là 91,7 nghìn chiếc, giảm 14% so với cùng kỳ. Theo thống kê từ đầu năm đến nay có khoảng 3.785 ký tôm được nhập khẩu về dưới tên tôm hùm Alaska, giá trị ước tính là 27.526 đô la Mỹ. Như vậy tính bình quân mỗi ký tôm hùm Alaska nhập về Việt Nam chỉ khoảng 170.000 đồng. Với mức giá này tôm hùm Alaska còn rẻ hơn tôm càng xanh hay tôm rảo bán ngoài chợ. Tuy giá nhà tôm hùm rẻ như vậy, giá bán đến tay người mua là không hề rẻ. Trên thị trường, giá bán lẻ của loại tôm này dao động từ 550.000 đến 1 triệu đồng một ký tùy loại. Với mức giá này, tôm hùm Alaska vẫn rẻ hơn nhiều so với giá tôm hùm Việt Nam. Hiện trên thị trường tôm hùm tươi của Việt Nam nuôi rẻ nhất giá cũng lên tới 700.000 đến 1,1 triệu đồng một ký. Thưa quý vị, mặc dù thị trường bất động sản đang đi xuống, nhưng làn sóng trái phiếu bất động sản lại nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2019, có gần 70.000 tỷ đồng được quy động qua trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, nhóm ngành bất động sản xây dựng hạ tầng đứng thứ hai với 19.700 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng lượng trái phiếu. Theo các chuyên gia, đây là sự chuyển động mà nhà đầu tư cần cẩn trọng để giảm thiểu rủi ro. Từ đầu năm đến nay, cùng với việc ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng cho dây bất động sản, thì trái phiếu bất động sản lại nở rộ. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Novaland đều có tên trong bản phát hành trái phiếu với nhiều đợt lãi suất cao lên đến 14,5% một năm. Các chuyên gia cho rằng, việc phát hành trái phiếu nở rộ một phần là do điều kiện thông thoáng hơn. Tuy vậy, rủi ro cho người mua cũng nhiều hơn. Thay vì chúng ta chỉ tin vô các đơn vị phát hành hay đơn vị tư vấn, thì họ cần phải bản thân họ phải tự đánh giá được cái, cái tính hiệu quả trong cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà, và và cái, cái hiệu quả trong vấn đề đầu tư cái cái trái phiếu theo cái quy định đó, thì các doanh nghiệp họ hoàn toàn họ có thể tuyên bố họ có thể xin họ có thể rằng là, là à, tiến hành là họ giải thể và họ có thể là à, xin phép tòa án để mà tuyên bố giải thể à, tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp bên cạnh đó dưới sự siết chặt về vốn tín dụng các nhà phát triển bất động sản đều tìm cách gọi vốn qua các kênh ngoài ngân hàng kể cả các kênh phát hành trái phiếu quốc tế có kèm theo chứng quyền chuyển đổi cũng đã được thực hiện. Từ đây phát sinh vấn đề gây khó khăn cho nhà đầu tư. Trong khi đó, cơ quan quản lý chưa thể làm gì được do trong hợp đồng mua bán trái phiếu và phụ lục đi kèm đều không nêu tên dự án bất động sản. Nó chưa có một cái khung pháp lý rõ ràng và nó chưa có những cái điều khoản ràng biệt rõ, ràng buộc rõ ràng giữa người mua và các cái chủ đầu tư là cái trái phiếu doanh nghiệp đó là phát hành cho một dự án cụ thể hay là cho rất nhiều các cái dự án khác nhau. Chúng tôi cũng có khuyến nghị các doanh nghiệp là khi phát hành trái phiếu thì chúng ta phải vừa đảm bảo là chúng ta có thể huy động được cái nguồn vốn đầu tư mà chúng ta đang cần. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải tính toán một cách thật là cẩn thận để đảm bảo cái khả năng chúng ta là trả được cái lãi cho nhà đầu tư. Thực tế cho thấy nhu cầu bức bách về chốn nên nhiều chủ đầu tư đã sáng tạo ra hình thức quy động chúng cho dự án. Đây chính là những rủi ro mà trái chủ sẽ phải chịu vì nếu trong trường hợp doanh nghiệp đến hàng trả nhưng không trả được thì người mua sẽ phải chịu còn đổi lại giá trị trái phiếu sang giá trị bất động sản thì lại càng không có gì đảm bảo, vì tên chủ đầu tư dự án và tổ chức phát hành trái phiếu không trả là một. Tin Kinh tế Tài chính Thế giới Bộ Thương mại Mỹ đã công bố báo cáo, theo đó, nền kinh tế số một thế giới đã tăng trưởng chậm lại trong quý 2 vừa qua. Cụ thể, GDP của Mỹ đã tăng 2,1% trong quý 2, giảm đáng kể so với kết quả 3,1% của quý 1 và là mức tăng yếu nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn khả quan hơn so với dự báo của giới chuyên gia phố Wall, nhờ chi tiêu tiêu dùng gia tăng bù đắp cho sự sụt giảm trong đầu tư kinh doanh. Con số này cũng vẫn cao hơn đôi chút so với giới ước tính 2% của phố Wall. Giới phân tích nhận định kết quả này nhiều khả năng sẽ không ngăn cản việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất trong cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới. Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, Anh và Liên minh châu Âu EU sẽ chỉ có thể thúc đẩy Brexit khi loại bỏ điều khoản gây tranh cãi liên quan tới đường biên giới trên đảo Ireland trong thỏa thuận đã ký kết hồi cuối năm 2018. Tân Thủ tướng Anh cho biết chính sách tiếp cận của London lúc này không phải là thoát ly, xa rời hay chờ đợi EU tiến tới, mà là nỗ lực giải quyết vấn đề và sẽ thực hiện chính sách này với tinh thần hữu nghị và hợp tác nhưng điều này sẽ không thể thực hiện nếu điều khoản rào chắn vẫn tồn tại, đồng thời nhấn mạnh cần phải loại bỏ điều khoản này để hai bên đạt tiến triển. Dù không muốn xảy ra kịch bản Brexit không thỏa thuận, mà nhiều nhà đầu tư lo ngại sẽ gây ra cú sốc kinh tế cho các thị trường toàn cầu và làm tổng hại tính nền kinh tế thế giới. Nhưng Tân Thủ tướng Johnson cho rằng Anh cần chuẩn bị cho khả năng này. Vì lãnh đạo mới của nước Anh cũng cam kết để nhanh tiến trình đàm phán các thỏa thuận thương mại hậu Brexit và triển khai các cảng tự do để thúc đẩy kinh tế. Với xu hướng sử dụng các trang thiết bị thông minh đang ngày càng gia tăng trong các gia đình Trung Quốc hiện nay, thị trường thiết bị gia dụng thông minh tại quốc gia châu Á này sẽ gia tăng nhanh chóng trong vài năm tới đây. Đây là báo cáo mới nhất của hãng phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys về Internet dạng vật IoT của Trung Quốc. Theo báo cáo công bố ngày 28 tháng 7, các thiết bị có hỗ trợ công nghệ thông minh tại thị trường Trung Quốc sẽ đạt 5,8 tỷ thiết bị vào năm 2023. Trong đó, nhóm thiết bị thông minh được thiết kế điều khiển bằng giọng nói đặc biệt gia tăng, Dự báo đạt 2,2 tỷ thiết bị tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 42% trong năm trong giai đoạn 2018-2023. Canalyst dự báo đến năm 2023, mỗi gia đình Trung Quốc sẽ sở hữu trung bình 7 thiết bị gia dụng thông minh. Điều này sẽ tác động lớn đến thị trường thiết bị gia dụng thông minh của Trung Quốc. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Trung hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.